Chuyên mục An ninh Cao Bằng xin kính chào quý vị và các đồng chí. Kính mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi chuyên mục tuần này với các nội dung chính sau đây. Sáng ngày 29 tháng 11, Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Học viện Cảnh sát Nhân dân tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung mở tại Công an tỉnh. Đồng chí Đại tá Lương Văn Thiểm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, đồng chí Đại tá Tiến sĩ Nguyễn Đăng Sáu, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân đồng chủ trì buổi lễ. Lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung mở tại Công an tỉnh đợt này có 50 học viên là lãnh đạo chỉ huy thuộc các đơn vị trong Công an tỉnh tham gia học tập. Trong thời gian 8 tháng, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức lý luận cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những kiến thức về khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý và khoa học xã hội. Qua đó, giúp học viên củng cố lập trường tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phương pháp tư duy khoa học, vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác công an, góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo chỉ huy trong tình hình mới. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Tiến sĩ Nguyễn Đăng Sáu, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân nhấn mạnh, trong thời gian diễn ra lớp học, học viện sẽ lựa chọn, bố trí các đồng chí giảng viên có chất lượng cao, có kinh nghiệm thực tiễn từ Học viện Cảnh sát Nhân dân, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng các giáo sư, nhà khoa học trong và ngoài ngành tham gia giảng dạy. Cùng với đó, bên cạnh việc giảng dạy theo những giáo trình, tài liệu chuẩn Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các giảng viên cũng sẽ lồng ghép những chuyên đề đặc thù của lực lượng Công an Nhân dân gắn với nhiệm vụ công tác công an, từ đó giúp các đồng chí học viên đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác dù ở bất cứ cương vị nào. Đại tá Lương Văn Thiểm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các học viên tham gia khóa học gương mẫu, xác định động cơ mục đích học tập đúng đắn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tích cực chủ động tự giác trong quá trình học tập, đồng thời chấp hành nghiêm túc ý thức tổ chức kỷ luật, điều lệnh Công an Nhân dân và nội quy lớp học, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nội dung, mục tiêu chương trình đào tạo theo kế hoạch của Học viện Cảnh sát Nhân dân đã đề ra. Liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng và các đơn vị liên quan, ngày 1 tháng 12 năm 2022, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Tô Quang Tuyến, sinh năm 1967, nguyên Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tài chính Kế hoạch, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo tại Phòng Tài chính Kế hoạch, huyện Bảo Lạc, Tô Quang Tuyến đã để xảy ra các sai phạm trong thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản gây thiệt hại tài sản nhà nước. Quá trình khám xét, cơ quan công an đã thu giữ một số tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án. Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra. Thưa quý vị và các đồng chí, trong bối cảnh sự kiện giải bóng đá thế giới World Cup 2022 đang diễn ra tại Qatar, các loại tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá, đặc biệt là cá độ bóng đá qua không gian mạng đang hoạt động hết sức phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, kéo theo đó là nhiều hệ lụy nghiêm trọng và là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật khác. Bên cạnh những niềm vui, phấn khích tận hưởng không khí của môn thể thao vua, nhiều gia đình phải chịu cảnh tan hoang, bi kịch vì nạn cờ bạc cá độ bóng đá. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện số 1123 CDTTG ngày 25 tháng 11 năm 2022 về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá. Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cùng với Công an cả nước, lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng đồng loạt ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là cá độ bóng đá, với lực lượng nòng cốt là Cảnh sát Hình sự, An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Quản lý Hành chính và đặc biệt là Công an xã phường. Như các đồng chí đã biết thì hiện nay đang diễn ra giải FIFA World Cup tại Qatar năm 2022. Đây là một cái dịp mà người dân chúng ta là dễ mắc vào các cái đường dây cá độ bóng đá và hệ lụy của cá độ bóng đá cũng như là các hành vi đánh bạc khác thì sẽ làm phát sinh các loại tội phạm hình sự. Mặc dù đơn vị mới được thành lập ít tháng, nhưng mà ngay sau khi thành lập thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, chúng tôi đã bắt tay ngay vào công việc. Trong quá trình công tác thì đơn vị luôn phối hợp tốt với công an các đơn vị địa phương và đặc biệt là Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cao Bằng để tiến hành rà soát các nhóm đối tượng, các đối tượng có biểu hiện nghi vấn tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.
Thì ngoài ra thì thường xuyên phối hợp tốt với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng và các nhà cung cấp mạng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, đặc biệt là hệ thống ngân hàng tỉnh Cao Bằng. Theo lực lượng chức năng, các đường dây cá độ bóng đá đều được móc nối với nhà cái quốc tế có máy chủ đặt tại nhiều nơi trên thế giới, sau đó thiết lập chia nhỏ cho các chân rết tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng tại Việt Nam. Với nhiều hình thức quảng cáo, chào mời hấp dẫn bằng tiếng Việt, các đối tượng sử dụng các thiết bị di động thông minh có kết nối Internet, lợi dụng môi trường không gian mạng để thực hiện các hành vi phạm tội, gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình đấu tranh truy vết. Công tác đấu tranh tội phạm hình sự trên địa bàn tỉnh Cao Bằng với các đối tượng trên không gian mạng thì trong thời đại 4.0 về cái thủ đoạn của các đối tượng càng ngày càng tinh vi. Đối với tội phạm cá độ bóng đá trong cái thời gian diễn ra World Cup thì chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo và chỉ đạo công an các huyện, thành phố cũng như là chính quyền địa phương đưa ra các cái biện pháp phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm này. Theo thống kê, đến nay, lực lượng công an toàn quốc đã triệt phá 52 vụ với 140 đối tượng với số tiền giao dịch ước tính lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Trong đó điển hình là vụ án triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng, số tiền thắng thua lên đến hơn 30.000 tỷ đồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian qua, các đơn vị chức năng công an tỉnh Cao Bằng đã rà soát, phát hiện và khởi tố 3 đại lý cấp 2 trong đường dây đánh bạc RigVip, Tip.club. Gần đây nhất, lực lượng công an tỉnh đã triệt phá đường dây liên quan đến hành vi cá độ và tổ chức cá độ qua mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ. Để đấu tranh có hiệu quả với các hành vi đánh bạc trên không gian mạng, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cao Bằng khuyến cáo người dân luôn luôn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và không tham gia vào các hành vi cá độ bóng đá trên mạng và luôn luôn phải cảnh giác với các cái chiêu trò mời gọi hấp dẫn của các nhà cái quốc tế, kịp thời cung cấp cho các cơ quan chức năng khi mà người dân phát hiện những thông tin, những trang web, những đối tượng liên quan đến hành vi cá độ bóng đá trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Càng về cuối mùa World Cup, mức độ cá độ sẽ càng lớn. Bộ Công an tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục tập trung đấu tranh, triệt phá loại tội phạm này. Trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá, người dân cần kịp thời báo tin tố giác với cơ quan công an gần nhất qua đường dây nóng của Trực ban Hình sự Công an tỉnh Cao Bằng 069-2409-127 hoặc Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an 069-234-8569 để có biện pháp điều tra xử lý, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, làm lành mạnh môi trường xã hội. Thưa quý vị và các đồng chí, là một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc với 10 đơn vị hành chính cấp huyện, thành phố, Cao Bằng có 4 huyện với 25 xã tiếp giáp với các tỉnh Bắc Cạn, Hà Giang, Tuyên Quang và Lạng Sơn. Các địa bàn giáp danh này chủ yếu là nơi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, dân cư thưa thớt, đời sống kinh tế, văn hóa xã hội còn nhiều khó khăn. Một số nơi vẫn còn tồn tại các phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Chính vì vậy, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu vực giáp ranh luôn được lực lượng công an thực hiện có hiệu quả, tạo môi trường điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhận thức rõ tầm quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn giáp ranh, thời gian qua, Công an tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo công an các cấp tại các địa bàn giáp ranh tích cực tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động thực hiện tốt công tác nắm tình hình về mọi mặt, kịp thời phát hiện, giải quyết triệt để các vụ việc ngay từ cơ sở, phối hợp xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật tại địa bàn giáp ranh, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong năm 2022 vừa qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp để duy trì bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Nhất là địa bàn có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh, khu vực biên giới, khu vực giáp ranh giữa các xã, các huyện trong tỉnh. Trên cơ sở chủ trương, kế hoạch của Công an tỉnh,
thì lực lượng công an các đơn vị giáp danh đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền cung cấp và phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể để triển khai biện pháp công tác nhằm bảo đảm an ninh trật tự ở mỗi địa bàn. Nổi bật có thể nói đó là đã triển khai hiệu quả hai cái đợt cao điểm 100 ngày tuyên truyền, vận động và đấu tranh với tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Bình, huy động được cái sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, từ đó tạo được cái bước đột phá mới trong cái đấu tranh với tổ chức này. Cụ thể là đã tuyên truyền, vận động được 145 trên 981 nhân khẩu từ bỏ tổ chức bất hợp pháp, giảm 50% số hộ và 63,4% số khẩu, xóa bỏ sự ảnh hưởng của tổ chức bất hợp pháp Dân Mình tại một huyện, đó là huyện Bảo Lạc, và 5 xã, 13 xóm, và xóa bỏ 100% nhà đòn, tấm phông trắng. Hiện nay thì các cái đối tượng không còn có các hoạt động công khai như tụ tập sinh hoạt, luyện tập văn nghệ, tổ chức đám ma theo nghi thức của tổ chức bất hợp pháp, và đang bị động mà đối phó với các biện pháp đấu tranh của lực lượng chức năng, qua đó góp phần duy trì bảo đảm an ninh chính trị ở cơ sở. Trong năm vừa qua, lực lượng công an đã triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm, phối hợp với các lực lượng có liên quan, đẩy mạnh công tác nắm, dự báo tình hình, kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Cụ thể, trên địa bàn giáp danh đã xảy ra 139 vụ phạm pháp hình sự, khởi tố 118 bị can, phát hiện 102 vụ, bắt giữ 243 đối tượng phạm tội về ma túy, phá nhổ, tiêu hủy gần 14.000 cây thuốc phiện, phát hiện, xử lý 51 vụ, 66 đối tượng liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường. Cùng với đó, công an các huyện giáp danh đã triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, nắm hộ, nắm người, kiểm tra tạm trú, tạm vắng, tổ chức triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 năm 2022 và đề án 06. Liên quan đến công tác thực hiện quy chế phối hợp, công an tại các địa bàn giáp danh đã chủ động phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, thực hiện tốt các nội dung, chương trình, quy chế xây dựng khu vực giáp danh an toàn về an ninh trật tự đã được ký kết giữa các địa phương. Công tác giao ban ở cấp huyện, cấp xã được đảm bảo, thường xuyên duy trì củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các cụm an ninh liên hoàn, các mô hình tự quản về an ninh trật tự ở cơ sở. Kịp thời trao đổi thông tin nhằm phát hiện và giải quyết kịp thời các vụ việc có liên quan đến an ninh chính trị ở khu vực giáp danh. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, vận động quần chúng nhân dân có nhận thức đúng đắn về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đồng thời xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sức mạnh của toàn dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc để phục vụ yêu cầu công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn giáp danh. Để phát huy hiệu quả hoạt động trong công tác phối hợp tại các địa bàn giáp danh, trong thời gian tới, Công an tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an các huyện giáp danh đẩy mạnh công tác nắm tình hình, duy trì chế độ giao ban, thông tin báo cáo, trao đổi thông tin thường xuyên, định kỳ, đột xuất, phối hợp triển khai làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, gắn xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng và củng cố các mô hình tự quản về an ninh trật tự. Từ đó, tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy phát triển sâu rộng phong trào từ cơ sở, góp phần hỗ trợ tích cực cho lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Chuyên mục An ninh Cao Bằng tuần này xin được khép lại tại đây. Xin được trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.